Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn, quay trở lại với bản tin thị trường của câu lạc bộ ATP Club trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì như thường lệ thì vào thứ ba hàng tuần thì Tùng sẽ đại diện với câu lạc bộ để đưa ra cho anh chị những cái bản tin liên quan đến các cổ phiếu, liên quan đến thị trường và cũng như là phân tích các cổ phiếu, phân tích thị trường cho các anh chị em và các bạn có những cái cơ hội đầu tư tốt nhất ha. Chúng ta sẽ có những cái niềm tin hoặc là những cái kế hoạch để cho chuẩn bị cho các phiên giao dịch tiếp theo. Thì như thường lệ là các cổ phiếu mình sẽ không có giải đáp trong phiên giao dịch, trong phiên bản tin ngày hôm nay. Thì anh chị em quan tâm đến các cổ phiếu, mọi người có thể là tham gia vào các buổi live của các anh em Live TP hiện đang live để chúng ta có thể là nhờ các bạn giải đáp từng cổ phiếu riêng lẻ cho mọi người nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào phần tổng kết giao dịch thị trường. Đầu tiên thì index chúng ta ngày hôm nay vẫn tiếp tục giảm so với ngày hôm qua là gần 14 điểm, mức giảm là 0,96%, đóng cửa 1.438,94 điểm. Thanh khoản thì hôm nay tương đối là thấp, chỉ có 22.963 tỷ thôi. Nhưng mà khi mà lực bán mà thanh khoản thấp như này thì cũng là một cái điều mà chúng ta cảm thấy là có một điều gì đó tích cực, khi mà lực bán nó sẽ không quá nhiều so với những cái phiên trước nữa. Rồi, hôm nay thì số mã tăng là 135 mã, trong đó vẫn có 5 mã tăng trần, 35 mã tham chiếu, 339 mã giảm, thì vẫn có đến 90 mã giảm sàn, một cái số lượng tương đối là lớn. Sàn Hà Nội, VN30 thì hôm nay có những thời điểm tăng sàn, nhưng mà cuối phiên thì quay lại giảm, giảm 1,55 điểm, mức giảm là 0,1%. 19 mã tăng, trong đó thì 11 mã giảm, nhưng mà 11 mã giảm này lại kéo VN30 giảm. Đối với sàn Hà Nội thì giảm và nặng nề nhất, giảm 24,13 điểm, mức giảm là 5,42%. Trong đó thì 6 mã tăng trần, có đến 59 mã giảm sàn. Sàn Upcom thì giảm 1,89 điểm, mức giảm là 1,73%. Trong đó thì có 8 mã tăng trần và đến 24 mã giảm sàn. Giá trị giao dịch của thị trường ngày hôm nay trong 3 sàn là 29.352 tỷ. Các cổ phiếu mà đóng góp theo chiều tăng ngày hôm nay thì rõ ràng là ngân hàng, trong đó thì Vietcombank, BID, Sacombank, MBB, HDBank, rồi VPBank. Thì chúng ta thấy là ngân hàng hôm nay gọi là gắn thị trường còng lưng luôn ha, và toàn là các ông lớn của ngân hàng thôi, các trụ ngân hàng là trụ của thị trường và các cổ phiếu này là trụ của ngân hàng đó, thì hôm nay gắn thị trường còng lưng luôn. Ngoài ra chúng ta thấy là dầu khí hôm nay cũng là hỗ trợ cho ngân hàng gắn thị trường còng lưng các cổ phiếu trụ như là gas đấy. Rồi chúng ta thấy là hồi sáng thì có PLX xuất hiện, nhưng mà bây giờ PLX thì nó đã ra khỏi cái bảng này rồi. Ngoài ra thì có Vietjet này, rồi đạm, cái dòng phân đạm thì buổi chiều nay thì bật tăng, đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau, VRE của nhà Anh Vượng và PVD dầu khí, VDR và SAB. Đối với chiều giảm thì chúng ta thấy tội đồ là Vinhome của nhà Anh Vượng, GVR dòng công nghiệp vứt của nhà Anh Vượng, rồi Hòa Phát ha, tiếp tục là phá đáy. SHB thì trong gần sát giờ ATC có một cái cú Oppo đang giảm chỉ có khoảng 2%, thì cuối giờ giảm đến 6% Oppo. Rồi ngoài ra thì Đức thì tiếp tục sàn, SSI của dòng chứng khoán thì góp mặt, trong đó là có VND. Ngoài ra dòng công nghiệp thì chúng ta thấy BCM, rồi KBC. Dòng bất động sản thì ngoài Đức thì chúng ta có Nam Long góp mặt trong bảng. Đó. Dòng ngân hàng thì có Tiên Phong và CTG hôm nay điều chỉnh. Đó. Ngoài ra cổ phiếu GET cũng đang gần sàn. Như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng cái ngành mà kéo điểm ngày hôm nay thì thứ nhất là ngân hàng, thứ hai là dầu khí. Đấy. Cái ngành thứ ba đó là du lịch và giải trí. Ngoài ra có dược phẩm.
Những cái ngành giảm thì chúng ta thấy là bất động sản rồi chứng khoán ha. Trong buổi sáng thì chứng khoán chỉ giảm có 2 đến 3% phiên chiều thì rất nhiều mã giảm sàn, xây dựng và vật liệu, rồi dòng hóa chất. Hóa chất thì hôm nay có sự hồi phục vào buổi chiều, tuy nhiên thì tổng quan ngành hóa chất thì vẫn là giảm. Kim loại thì hôm nay toàn bộ là giảm, ngoài hoa sen hồi phục vào phiên ATC. Điện thì giảm, điện tử và thiết bị điện, rồi ô tô vân vân ha. Đối với nước ngoài thì sao? Nước ngoài thì hôm nay họ quay lại mua ròng mọi người. Khi mà thị trường giảm sâu thì nước ngoài mua ròng đến 1.000 tỷ, 1.090 tỷ. Đấy, thì họ tập trung mua ròng này, Thế Giới Di Động này, STB là hai mã mua nhiều nhất. Ngoài ra thì có Vietcom, SSI, Vinamilk, Đạm Phú Mỹ, VCG, VCI là 55. Thì mọi người thấy khối ngoại họ đã bán ròng cái thời điểm mà trên 1.500, thì bây giờ về gần đến 1.400 thì họ lại mua. Đó, thì rõ ràng khối ngoại thì họ không có chịu cái áp lực về T cộng, cho nên cái lượng hàng của họ có sẵn mà họ cứ bán trên cao và mua lại dưới thấp. Ngoài ra chúng ta có CTG là chiều giảm, CTG là chiều bán ròng, Vinhome bán ròng, Tiên Phong bán ròng và Hòa Phát bán ròng. Đối với tự doanh, tự doanh ngày hôm nay thì đến thời điểm này đây họ chưa cập nhật. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần các cổ phiếu mà nhà đầu tư quan tâm ha. Thì chúng ta thấy là STB hôm nay là tăng 4%, Đức thì tiếp tục sàn, SEL tiếp tục sàn, GET sàn. Dòng chứng khoán thì có VND sàn, SSI thì âm 6,6%. Rồi ngân hàng thì ngoài Sacombank thì có MBB tăng 1,4%. Ngoài ra thì FLC thì tiếp tục sàn không thanh khoản. CTG của dòng ngân hàng thì giảm 1,3%. Và Hoàng Anh Gia Lai thì giảm 4,8%. Các mã mà có khối lượng giao dịch nhiều ngày hôm nay thì đó là STB, PAU thì giảm gần sàn, GET ha, rồi Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài ra Hòa Phát thì tiếp tục giảm 1,6%, phá đáy. Ngày hôm qua là Hòa Phát đã phá đáy rồi, hôm nay tiếp tục giảm. ITA sàn, HQC sàn, SSI, CTG và HLG thì tăng nhẹ 1,5%. Đối với thị trường thế giới lúc này thì chúng ta thấy là châu Á đỏ, một sắc đỏ bao trùm. Ngoài chỉ số Shanghai là đang tạm thời là đi ngược thôi. Đối với châu Âu thì một sắc đỏ cũng bao trùm, một sắc đỏ bao trùm. Đối với các chỉ số của Mỹ thì chúng ta thấy cũng là sắc đỏ bao trùm. Trong đó thì Dow Jones thì đang tạm thời giảm 255 điểm, tương ứng với 0,71%. Rồi, thì qua hàng hóa chúng ta thấy là giá dầu thế giới vẫn đang ở cái vùng đỉnh 84 trên 85 đô, mức tăng là 1,48 đô, tương ứng với 1,78%. Rồi, như vậy thì mọi người thấy được là rõ ràng đối với thị trường lúc này cái số lượng mà giảm nó áp đảo so với mà tăng. Ở thị trường lúc này chúng ta vẫn chưa cho thấy cái sự dừng chân. Đó. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ vào cái phần đánh giá thị trường trước trong phiên ngày hôm nay luôn ha. Lúc này thì thị trường chung nó là được đặt lên hàng đầu. Ok, thì trên màn hình của anh chị em đó là thị trường chung. Đầu tiên thì chúng ta thấy là đối với khung giờ thì có một cái điều tích cực, đó là đã từng có thời điểm đạt về đến 1.425, xong sau đó thì rút chân lên bằng với cái mở cửa trong phiên sáng nay, cái giá mở cửa trong phiên sáng đó. Tuy nhiên thì tạm thời là thị trường nó lấp gáp xong và điều chỉnh và rút chân, thì lúc này chúng ta thấy là đang xuất hiện một cái nến doji của khung ngày ha, một cái nến lượng lực đó. Tuy nhiên thì nếu mà xét riêng về khung giờ
thì chiều mai chúng ta sẽ có một cái cơ hội để cho thị trường có thể hồi phục đó. Khi mà cái lực giảm lúc này nó sẽ chỉ còn duy trì cho trong vòng 2 tiếng nữa thôi, 2 tiếng, 2 cây nến nữa chứ không phải 2 tiếng. Thì 2 cây nến này nó sẽ có thể là thị trường sẽ tiếp tục giảm trong vòng 2 tiếng của sáng ngày mai, xong sau đó thì tầm sau 11 giờ trở đi thì thị trường nó sẽ có cơ hội hồi phục ha, cơ hội hồi phục. Thì lúc này hỗ trợ thì chúng ta không thấy hỗ trợ rồi, nhưng mà kháng cự thì chúng ta sẽ thấy kháng cự là ở cái vùng mà rất là nhiều người đã bám giai đoạn trước, đó là cái vùng 1460 cho đến 1470 ha, đó là một cái kháng cự. Cho nên trước mắt thì cơ hội thị trường hồi lên vùng này đã, chúng ta sẽ xem xét là có vượt được 1460 hay không. Trước mắt là vùng này ha. Nếu mà vượt được 460 thì lên đến 1480 thì nó cũng là một cái kháng cự cứng đây. Cho nên thị trường lúc này mà hồi phục chúng ta chỉ hy vọng là hồi phục một cách từ từ thôi. Đó, lúc này thị trường thì nó đã tương đối là yếu. Đối với khung H4 này thì cũng tương tự H1 thôi. H4 thì nó có cơ hội là tăng, sẽ tăng, có một cái nhịp hồi tăng trở lại. Trước mắt thì chúng ta chỉ đánh giá là nhịp hồi thôi, tăng trở lại và vẫn là kháng cự ở vùng 1456 đây, cái vùng mà mình đã vẽ trước cho mọi người. Thì trước đây nó là hỗ trợ, bây giờ nó là kháng cự. Đó, thì trước mắt nó chỉ hồi lên cái vùng 1456, mạnh hơn thì lên đến 1468 và mạnh hơn nữa thì lên đến 1480 ha. Đó, đó là những cái mà hỗ trợ tốt cho thị trường lúc này, kháng cự cứng cho thị trường lúc này. Rồi, thì cơ hội của khung H4 đó là cũng sau 1 tiếng đồng hồ ngày mai, thì có nghĩa là sát tầm buổi trưa thì thị trường có cơ hội hồi phục mọi người nhé, đó trong tầm buổi trưa. Cho nên dù sao thì buổi sáng chúng ta vẫn để ngỏ cái kịch bản là thị trường quay về cái đáy cũ trong tháng 12, đó là 1400 cho đến 1415 ha, chúng ta vẫn để ngỏ khả năng đó của thị trường, có thể là sáng mai vẫn nhúng một phát xuống nữa, tạo ra một cái cú wash out cuối cùng trước khi xuất hiện một cái phiên hồi. Đó, dù wash out hay là không thì chúng ta cũng chỉ xác định đó là một cái phiên hồi mọi người nhé. Còn khi mà thị trường quay trở lại trend tăng á, thì chúng ta phải tính sau. Đó. Rồi thì tiếp cái đà, tiếp cái đà nói về các khung nhỏ thì mình sẽ nói luôn cho mọi người về khung lớn. Thì đối với khung đồ thị tuần, anh chị em thấy khung tuần thì lúc này nó đang hỗ trợ là 1425. Đây, đang có hỗ trợ 1425 thì sau khi chạm về vùng đó trong buổi trưa ngày hôm nay thì nó đã rút chân lên được một khúc, đó là đối với khung tuần. Còn rõ ràng là đối với khung ngày ấy, hôm nay chúng ta là xuất hiện một cái nến doji, những cái chỉ số về tâm lý thì lúc này là rất là hoảng loạn, chúng ta không bàn tới nữa ha. Đó, và một điều thì mọi người lưu ý là những cái lúc mà thị trường giảm sâu ấy, thì chỉ số tâm lý của nó rơi về cái vùng quanh 30 mấy, 30 mấy đó, giai đoạn này về tầm 3x, 33, 30. Thì hôm nay thì chỉ số tâm lý của chúng ta cũng rơi vào cái vùng liên quan là 33 rồi đó. Cho nên vùng này cũng có thể là cái vùng mà anh chị em không nên quá hoảng loạn, là khi mà những người khác quá hoảng loạn thì chúng ta không được hoảng ha, chúng ta không nên hoảng quá rồi sẽ có thể là bán ngay đấy. Rồi, đối với khung daily lúc này á, cái kịch bản hôm trước mình đưa ra cho mọi người là kỳ vọng nó sẽ đi ngang, sau đó thì nó tăng, thì cái kịch bản đã không diễn ra đúng không? Mà nó đã diễn ra một cái kịch bản thứ hai, đó là kịch bản này. Cái kịch bản này không diễn ra thì mình xóa ha, xóa này, xóa này. Cái kịch bản thứ hai là giảm và gãy qua 1456 đó. Thì lúc này chúng ta xác nhận là cái cân của nó là nó đã tháo vỡ rồi, cho nên cái kịch bản mà thế này chúng ta bỏ qua. Thì bây giờ rõ ràng là một cái kịch bản duy nhất là đã đi xuống và phá vỡ cân, và quan trọng nhất là phiên ngày hôm nay chúng ta kỳ vọng là thị trường nó quay lại cái cân, nhưng mà vẫn chưa quay được, nó do cái đà lực bán hôm nay vẫn tương đối mạnh.
đặc biệt là dòng chứng khoán ngày hôm nay ha, tiếp tục là tội đồ là chứng khoán và bất động sản. Thì những ngày tới chúng ta phải thấy được là thị trường nó trước mắt nó lên cái vùng 1460 cho đến 1468 là nó sẽ là một cái vùng kháng cự cứng của thị trường, là một cái kháng cự cân mà sau khi nó đã gãy rồi thì nó quay trở lại, cho nên chúng ta phải rất là chú ý những cái vùng này. Nếu mà nó vượt được 1468 ấy, thì lúc đó là thị trường mới ổn. Còn trường hợp mà không vượt được 1468 thì anh em phải cẩn trọng, tại vì lúc đó nó test lại cân xong sau đó có thể nó sẽ gãy tiếp ha. Gãy tiếp thì mọi người phải đặc biệt chú ý, đặc biệt lưu ý lúc này. Đó. Và trong trường hợp mà nếu mà gãy cái tiếp tục lên test và không thành công và gãy thì nguy cơ thị trường nó còn rơi về xuống tận dưới này. Đó, tận dưới này theo một cái cân lớn hơn, một cái đường cân lớn hơn nhá. Thì anh chị em lưu ý là chúng ta đã gãy một cái cân nhỏ thì lúc này chúng ta đang có một cái cân lớn, và rõ ràng là nếu mà lên test cái vùng này mà không được thì thị trường nó sẽ còn rơi sâu. Đó thì anh chị em phải tuyệt đối là rất là cẩn trọng, rất là cẩn trọng lúc này ha. Rồi thì quay lại đối với Ichimoku, cái vùng nếu mà quay ngày mai nó xuất hiện một phiên hồi và không vượt được 1456, thậm chí vượt được 1456 nhưng mà lên xong rồi sau đó quay đầu giảm ngược trở lại 1456 là anh chị em phải dè chừng. Đó thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái vùng hỗ trợ là 1418 ở bên dưới này, nó trùng với cái đường cân mới đây, tầm 1370 1380 ha. Cho nên trong trường hợp mà thị trường quan trọng là phiên chiều mai hồi lên mà giữ được trên 1460 thì lúc đó mới thật sự là thị trường an toàn. Trường hợp mà không giữ được thì nó lên xong sau đó thì nó sẽ quay về đến cái vùng bên dưới này, giao găm bên dưới này, thì anh chị em phải hết sức lưu ý ha, hết sức lưu ý. Nhìn nhìn ở đây thì nó gần nhưng mà thực sự nếu mà thị trường đi theo đúng kịch bản đó thì cái tài khoản của chúng ta mà không biết cắt bán ra thì anh chị em sẽ thiệt hại rất nhiều. Từ thời điểm mà hỗ trợ 1492 ở đây, đúng phiên này gãy, đúng phiên này gãy đúng không? Thì mình đã báo với anh em là gãy là phải bán ngay. Đó thì nếu mà 1492 mọi người không bán thì chỉ cần thấy là ngày hôm nay nó về đến 1438 coi như là 1440 đi ha. Thì trong vòng 50 điểm đó chúng ta đã thiệt hại rất nhiều. Thì nếu mà thị trường nó rơi về tận 1380 nữa, thêm đến 60 điểm nữa thì anh chị em sẽ biết là chúng ta thiệt hại đến cỡ nào, đến cỡ nào ha. Cho nên mọi người lưu ý là một cái nhịp hồi lên là trước mắt chúng ta phải xem xét thật là kỹ và để chúng ta bán. Hôm nay Tùng nói rất kỹ về thị trường thì anh chị em lưu ý cách xử lý hành động. Trong sáng ngày mai khả năng thì nó sẽ có một cái nhịp nhún nhẹ rồi, xong sau đó thì buổi chiều nó sẽ bật tăng đó. Cho nên anh chị em nào mà muốn mua bắt đáy thì bắt đáy được, chỉ lưu ý là bắt đáy 30% tài khoản đó, và chỉ bắt đáy bằng tiền mặt. Để làm gì? Để trong trường hợp bắt đáy không thành công, lỡ xui ha, thị trường nó đâm thẳng xuống 1380 thì sao, tức là nó không quay lên mà nó đâm xuống thì sao, thì chúng ta còn đến 70% phần còn lại để chúng ta trung bình giá, trung bình giá và kiếm một cái nhịp hồi để chúng ta bán đúng không? Thị trường bao giờ vậy, đi lên thì cũng phải điều chỉnh và tiếp tục đi lên, đi xuống thì nó cũng phải có một nhịp hồi sau đó thì mới tiếp tục đi xuống. Cho nên anh chị em lưu ý ở vấn đề đó, chúng ta chỉ bắt đáy trước mắt 30% tài và phải sử dụng bằng tiền mặt để chúng ta đề phòng trường hợp là thị trường nó tiếp tục rơi sâu thì chúng ta sẽ xử lý, bình tĩnh xử lý được và sẽ không nguy hiểm đến tài khoản ha. Rồi thì lúc này những anh chị nào mà đang kẹp hàng thì chúng ta sẽ không có bán vào sáng ngày mai mà chờ trong chiều mai có một nhịp hồi chúng ta sẽ bán ha, một nhịp hồi sẽ bán. Đó là cái cách của mình nhận diện thị trường. Còn mọi người lưu ý kỹ cái mốc này, 1456 sau khi vượt lên thì là một điều tích cực, nhưng mà quan trọng nhất là từ giờ đến cuối tuần nếu mà vượt lên 1456 được á thì sau đó thì nó phải giữ được trên 1456, vượt lên được nhưng mà quay đầu gãy tiếp một lần nữa thì chắc chắn là nó sẽ rơi rất sâu. Cho nên mọi người lưu ý cái điều đó, vượt lên và phải giữ được trên 1456.
Và cái điều đẹp nhất của chúng ta là phải vượt được 1480 luôn thì cái lúc đó mới thực sự là đẹp ha, vượt được 1480 luôn mới thực sự là đẹp. Rồi thị trường thì mọi người lưu ý là trong tuần này sẽ có đáo hạn phái sinh. Thì trong phiên cuối tuần thì mình có nói mọi người là có hai kịch bản đúng không? Một là đáo hạn nó sẽ kéo lên trước, xong rồi sau đó thì sau đáo hạn đạt. Cái kịch bản thứ hai là đạt trước rồi sau đáo hạn kéo. Cho nên theo mình đánh giá thì là có thể là ngày mai là thứ tư, thì trong trường hợp ngày mai đạt tiếp và bắt đầu từ tầm chiều thứ tư cho đến ngày thứ năm kéo là đẹp, kéo thị trường là đẹp ha. Đó, kéo thị trường là đẹp, nhưng mà kéo đó là kéo trong phiên đáo hạn thôi. Mọi người vẫn lưu ý là sau phiên đáo hạn thì chúng ta vẫn phải để ý những cái mốc hỗ trợ quanh 1456 lên rồi mà gãy ngược trở lại thì lúc đó là xấu và phải bán. Ok, thì tiếp theo mình sẽ đi vào phân tích cho mọi người những cái điểm tin liên quan thị trường ngày hôm nay ha. Hôm nay chúng ta có những cái tin như sau. Đầu tiên là sau 1 năm đầu tư chứng khoán thì tôi quyết định rời cuộc chơi quay về gửi tiết kiệm ngân hàng cho nó an toàn. Thì đây là dành cho những nhà đầu tư F0, người ta ngậm ngùi và nói khả năng kiếm lời từ chứng khoán rất cao nhưng có lẽ không dành cho số đông. Đó, tôi là một trong những số đó. Rồi thì rất là buồn khi nghe mọi người nói những câu này ha, nhưng mà thực sự là nếu mà anh chị em nào để ý trên thị trường thì những cơ hội kiếm tiền đó là cơ hội bằng lần, cơ hội kiếm tiền bằng lần mọi người nhé. Đó, cơ hội kiếm tiền là bằng lần. Và chứng khoán thì quan trọng nhất là chúng ta không có quy định về cái số vốn phải quá lớn, bao nhiêu tiền thì cũng chơi được, trong khi dòng bất động sản thì phải cần một cái số vốn tương đối lớn ha. Đấy, thì nhiều nhà đầu tư thì họ đang muốn rời bỏ thị trường. Cái thứ hai là hôm nay chúng ta thấy là chủ tịch, ông trùm của chứng khoán Việt Nam anh Hưng ha, anh Hưng là lên đăng một cái tweet là mọi người tự chuốc rủi ro cho mình khi mua cổ phiếu rác theo tin đồn đó. Thì rõ ràng là lúc đó mua theo tin đồn bây giờ là trả giá rồi, nhưng mà và hiện nay thì đừng tự gây thua lỗ khi bán cổ phiếu cơ bản như cổ phiếu rác đó. Thì mọi người có thể lưu ý một cái tip này. Cái này thì thời điểm mấy phiên gần đây thì mình cũng nói anh chị em là chú ý tập trung vào dòng ngân hàng và dòng chứng khoán, sorry, dòng ngân hàng và dòng dầu khí là vì vậy ha, tại vì ít ra là nó chưa có tăng quá nóng và nó có những cái tính chất cơ bản của doanh nghiệp đó. Ít ra mọi người nói là dòng dầu khí thì không có gì mới mẻ, không có gì hấp dẫn, thua lỗ nhiều. Nhưng mà ít ra thì trong năm nay 2021, tập đoàn VPN, PVN là một trong những tập đoàn đóng góp cái thuế nhiều nhất cho Việt Nam, cho nước mình ha, nộp thuế nhiều nhất cho đất nước. Đó, cho nên ít ra nó cũng là cơ bản hơn những cái cổ phiếu rác đúng không? Đó. Rồi tiếp theo thì là SSI thì họ đánh giá là cửa sáng cho ngành xây dựng năm 2022. Sáng thì là sáng nhưng mà sáng là cho thực tế thôi. Còn trên thị trường thì họ đánh giá là sáng ở ngoài thực tế nhưng mà về giá cổ phiếu thì đã được phản ánh vào định giá rồi. Đấy, có nghĩa là các cái cổ phiếu này thì nó đã tăng tương đối là mạnh trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 rồi. Đây, mọi người thấy nè, ví dụ như index thì là đang đi như này nhưng mà cái ngành xây dựng thì nó ở đi lên rất là mạnh, tăng cả 107% rồi ha. Những cái cổ phiếu như là ROT là tăng 390%, Food là tăng 352%, HBC tăng 86%, Đạt Phương tăng 220%, FCN tăng 122%. Đó là phản ánh vào định giá cổ phiếu rồi ha. Tiếp theo thì là loạt doanh nghiệp mà hưởng lợi từ các gói đầu tư công, thì ai cũng biết là đầu tư công là đã được duyệt rồi, nhưng mà lúc này là cái nào là sẽ hưởng lợi thì chúng ta thấy là thứ nhất là những cái ngành hưởng lợi như là thứ nhất là các doanh nghiệp thuộc xây dựng, hạ tầng giao thông, thép xây dựng, đá xây dựng,
rồi nhựa đường, xi măng, hạ tầng viễn thông. Ngoài ra thì còn có bất động sản, thu phí tự động không dừng, hệ thống giao thông thông minh. Thì chúng ta thấy là như xây dựng và hạ tầng giao thông thì các doanh nghiệp thì nó đã tăng trước, giá là đã tăng trước. Thì mọi người thấy là mặc dù là những ngành này nó hưởng lợi của đầu tư công, nhưng mà về giá cổ phiếu thì nó đã tăng rất mạnh ha. Đó. Cái thứ hai là thép mà. Thép thì là kỳ vọng là sẽ tăng trưởng so với cùng kỳ trong năm 2022. Thì thép thì Hòa Phát thì anh chị em có thể là lưu ý. Tại vì Hòa Phát thì đang có một cái mức giá giảm tương đối sâu trong giai đoạn vừa rồi. Về đá này, thì mọi người thấy là trong những phiên gần đây rõ ràng là ai cũng tung hô là đầu tư công thì đá sẽ hấp dẫn, nhưng mà những phiên gần đây chúng ta thấy là KSB này, khoáng sản xây dựng Bình Dương, hoặc là đá Hóa An, hoặc là VLB, đá Biên Hòa thì tất cả là cũng đều bị giảm trong những phiên gần đây ha. Thì nếu mà càng giảm sâu thì đó là cơ hội để anh chị em có thể quay trở lại đối với các dòng này ha. Mọi người có thể lưu ý nữa. Mặc dù là cách đây một tuần á, thì cơ bản những cái dòng này thì giá nó tương đối cao, có nghĩa là như SSI họ đánh giá đó thì là đá, những cái ngành đó thì nó đã được phản ánh vào đường giá rồi, nhưng mà trong cả tuần gần đây thì những cái doanh nghiệp này nó đang bị giảm giá, có một cái mức giá chiết khấu đủ đủ để chúng ta có thể bắt đầu quan tâm trở lại ha. Rồi TNG là ngành dệt may vượt 33% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ngoài ra thì là một cái tin liên quan đến nhà anh Quyết phạt ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng thì đã anh Quyết đã đóng rồi, đã đóng phạt rồi và đình chỉ giao dịch trong vòng 5 tháng. Trong vòng 5 tháng. Rồi thì chúng ta sẽ quay qua lại đối với phân tích biểu đồ kỹ thuật. Thì đầu tiên thì nói đến cái nhà anh Quyết thì mình sẽ nói riêng về FLC ha. Thì mọi người thấy thì rõ ràng dù sao đi nữa, dù bị đình chỉ hay là không, thì lúc này niềm tin của nhà đầu tư thì về cổ phiếu FLC thì đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Lúc này á, nếu mà gọi là để có người cứu FLC thì chỉ có cổ đông, chỉ có nhà đầu tư thôi, thì họ mới cứu nổi. Tại vì có nghĩa là lúc đó là họ, thứ nhất những người đang kẹp hàng, khi một cái thời điểm nào đó giá về những cái vùng mà không thể rẻ hơn nữa thì họ sẽ không bán nữa. Hoặc là một cái trường hợp thứ hai là một số nhà đầu tư đang cầm tiền ở bên ngoài, họ đánh giá là FLC về một cái vùng giá hấp dẫn thì lúc đó họ sẽ mua vào. Cho nên lúc này thì không không có ai mà cứu ngoài chính là các nhà đầu tư cả. Đó. Cho nên thì anh em nào mà lỡ kẹp hàng đối với nhà FLC thì chúng ta lưu ý là chúng ta không nên đặt bán sàn, không nên chơi bán sàn làm cái gì vì không có tác dụng. Nếu mà trường hợp một phiên đẹp trời nào đó, một phiên đẹp trời nào đó bán được thì một phiên đẹp trời nào đó bán được thì sẽ chắc chắn là mọi người bán được cái giá cao hơn thay vì giá sàn. Cho nên thay vì đặt bán giá sàn thì anh chị em nên đặt bán một cái mức giá cao, có thể là quanh tham chiếu hoặc là thậm chí giá trần ha. Đó. Nhưng mà vào một phiên đẹp trời nào đó thì FLC nó tăng được. Ví dụ như ART. ART thì ngày hôm qua thì có hở ra cho mọi người bán, ngày hôm qua và ngày hôm nay đều bật. Thì anh chị em thấy nè, nếu mà ngày hôm qua không bán thì đến ngày hôm nay chúng ta lại lỗ thêm đến mười mấy phần trăm đúng không? Phiên ngày hôm qua bán thì mặc dù là không bán được tham chiếu, nhưng mà anh em sẽ bán lúc đó thời điểm đó nó âm khoảng 1 đến 2%. Nhờ cuối phiên thì nó giảm đến gần 10%. Ngày hôm nay tiếp tục giảm sàn. Cho nên nếu mà anh em mà ngày hôm qua hở được anh em bán gần giá tham chiếu, hôm nay anh em tiết kiệm được đến 18%, 17 phần 18% thua lỗ, đúng không? Đó, ART là một cái ví dụ điển hình cho mọi người. Đó, rõ ràng những cái điểm mua, chúng ta mua những cái cổ phiếu này từ thời điểm này mình báo anh em là mua thì ai cũng có lời hết rồi, rồi chúng ta phải tranh thủ thoát đúng không? ART là một cổ phiếu trong nhà anh Quyết mà cho anh em bán, cho mọi người bán được ở những vùng giá cao, tức là không có nhốt sàn, chỉ có nhốt trong hai cây này thôi, còn lại đa số là cho anh em thả, cho anh em bán.
mà cơ bản là mọi người không chịu bán thôi đúng không? Người không chịu bán thôi. Thì anh em lưu ý ART nó cũng như các cổ phiếu khác của nhà anh Quyết thôi. Một phiên nào đó các cổ phiếu kia mà được hở ra để bán thì mọi người lưu ý là đặt bán một cái giá tốt nhất ha. Và kể cả phiên ngày hôm nay là anh em nào mà chấp nhận bán, chấp nhận đau thương để bán thì chúng ta cũng có một cái giá tốt phía trên này, thay vì cuối phiên nó là tiếp tục sàn ha. Rồi kể cả các cổ phiếu khác cũng tương tự nhé. ROT này, AMD này đều đang nhốt sàn hết, FLC, KLF. Thì nói chung là ngoài cổ phiếu nhà anh Quyết, ngoài ART thôi thì tất cả các cổ phiếu khác đều đang nhốt sàn, thì mọi người phải chờ một cái cơ hội nào đó để chúng ta thoát ha. Lúc này thì phải cam chịu thôi, chấp nhận thôi. Còn về mặt kỹ thuật thì nếu mà đúng theo kỹ thuật thì có thể là sau hai phiên nữa thì sẽ có một cái lực cầu vào bắt đáy đối với các cổ phiếu FLC, nhưng mà mình thì cái đó là dự đoán về mặt kỹ thuật thôi. Còn lúc này thì cổ phiếu FLC còn liên quan đến niềm tin của cổ đông, liên quan niềm tin của nhà đầu tư, nó chưa kể là rất nhiều cá mập nhà đầu tư họ kẹp một cái lượng hàng cực kỳ lớn trên đây. Cho nên bây giờ đối với cái lượng tiền đầu cơ để vào bắt đáy đã bị kẹp cực kỳ nhiều trong hàng nhà anh Quyết, thì lúc này liệu cái lượng tiền đầu cơ có còn nhiều ở ngoài thị trường hay không để nhảy vào bắt đáy thì chúng ta phải chờ thêm ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua cái ngành dệt may. Hồi nãy TNG thì có báo lại, nhưng mà rõ ràng thì lại lại kiểu gì thì lại, nhưng mà chúng ta thấy là các cổ phiếu này thì nó đều bị gãy cái chen tăng, gãy một cái cân tăng giá đó, gãy một cân tăng giá, cho nên tin ra là thường là để bán ha. Lợi nhuận ra rồi thì người ta sẽ kỳ vọng là tháng sau người ta sẽ lo dở, sợ là tháng sau không còn duy trì được cái mức lợi nhuận như vậy nữa, cho nên nhà đầu tư họ đã bán. Thì đối với TNG lúc này thì bán tương đối nhiều, tuy nhiên thì cổ phiếu thì nó đang về đến cái vùng hỗ trợ 30, thì phiên hôm nay là không giữ được hỗ trợ 30 đó, cho nên anh em nào đang giữ TNG thì lưu ý ngày mai là một phiên quan trọng, nếu mà nó vượt được 30 thì giữ, còn không vượt được thì anh em nên bán luôn, tránh trường hợp là nó rơi về sâu ha đó. Còn nếu mà ai mà gồng được cổ phiếu này thêm nốt phiên ngày mai thì qua qua đáo hạn có khả năng là TNG nó sẽ hồi về được vùng giá tầm 31 cho đến 32, thì đó là cơ hội cho anh em bán. Bán nha, lưu ý là nó hồi lên để nó test lại cái cân sau khi gãy thôi, cho nên về được những cái vùng trên đó là cơ hội để anh em bán. VGT cũng tương tự thôi. Đấy, VGT thì cũng đang giống TNG, nó đang về ngay vùng hỗ trợ này, thì lúc này hỗ trợ của nó là 23.5, thì anh em lưu ý nếu mà ngày mai nó giữ được 23.5 thì sẽ có một cái cơ hội rất lớn để nó hồi lên cái vùng 25.5 cho đến 26, thì cái vùng này lên trên vùng này thì đó là cơ hội để anh em bán nhé, từ 25.5 cho đến 26. Rồi ngoài ra thì dòng dệt may có các cổ phiếu khác như là Gil. Gil thì giai đoạn này em tích lũy thôi. Được một cái là Gil nó đã có một cái quá trình giảm từ trước, cho nên giai đoạn này thì Gil không bị giảm sâu, thì anh chị em sẽ quan sát, để ý quan sát ha. Nhưng mà thời điểm tham gia thì chúng ta nên chờ thêm qua năm mới đi. Đối với cổ phiếu Gil này qua năm mới tham gia thì cũng kịp, không có phải là quá trễ. TCM là một cổ phiếu này, cũng là một cái quá trình giảm tương đối sâu trước đó rồi, cho nên lúc này đối với TCM thì anh em nào đang kẹp hàng thì có thể nắm giữ được. Khả năng thì TCM nó đã sát vùng đáy rồi, nó vẫn còn một cái nguy cơ là rơi về tận 56, 56 ha. Cho nên lúc này TCM mà về được vùng 56 thì chúng ta bắt đầu quan tâm mua lại được. Nên giai đoạn này thì anh em hạn chế là mua TCM. Còn ai mà đang có hàng thì canh. Mà theo mình đánh giá thì cổ phiếu này rất ít người quan tâm giai đoạn vừa rồi, chắc là không ai có hàng. Nhưng mà ai đang có hàng thì canh một cái nhịp hồi của thị trường chung thì cũng nên bán cổ phiếu này ha. Nó hồi lên thì chúng ta cũng nên bán. Rồi, đó là dòng là dịch may. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái dòng chính ngày hôm nay, tội đồ.
Nội đô ngày hôm nay thì vẫn là dòng chứng khoán đúng không? Thì mọi người thấy thì VND tiếp tục sàn, cây sàn thứ hai sau cái phiên ngày hôm qua. Và đặc biệt là trong quá trình giảm thì VND nó đã thể hiện cho chúng ta thấy được là cái nguy cơ gãy từ những thời điểm trước, và mình đã, Hùng đã nhìn thấy cái nguy cơ đó và đã báo anh em bán từ những cái phiên trước đó rồi. Đặc biệt là hai phiên hồi này là cơ hội rất đẹp để bán, nếu mà ai không có chịu nấn ná và không chịu bán thì hai phiên hồi này là đã phải bán rồi. Và chúng ta bán được là chúng ta đã tránh được thua lỗ đến 15% của hai phiên sàn của VND đúng không? Đấy, thì lúc này nhiều người thì đang nói là VND nó đã về đến hỗ trợ rồi, thì đúng là hỗ trợ nhưng mà nó vẫn còn nguy cơ nhé. Tại vì mọi người thấy thì ở cái khung đồ thị tuần nó phá hỗ trợ rồi, thì từ đây mà về đến cái vùng cân bằng của nó còn tương đối xa, còn tương đối xa, cho nên lúc này mà gọi là nhảy vào bắt đáy của VND thì nó hơi rủi ro. Thì chúng ta chỉ có một cái khu vực an toàn, đó là khu vực đỉnh cũ của nó. Chúng ta có ba cái đỉnh cũ đây, là VND quanh cái vùng giá 55, cho nên nếu về 55 được thì chúng ta có thể là yên tâm mua được. Đó, thì anh chị em là giai đoạn này hạn chế mua vội đối với VND, có thể là chờ thêm một cây sàn ngày mai và thêm một cái cây lơ lửng ngày mốt nữa để rút chân lên, thì lúc đó chúng ta bắt sẽ an toàn hơn đó. Tuy nhiên thì anh chị em nào mạo hiểm thì chúng ta cũng có thể canh ngày mai, nếu mà giảm sâu á, thậm chí giảm sàn trong sáng mai thì anh em có thể vô bắt trước một phần được, có thể bắt trước một phần được ha. Còn ngược lại đối với trường hợp là những ai mà đang kẹp hàng thì lúc này mọi người lưu ý là ngày mai mà gãy qua cái hỗ trợ 61.7 á, anh em cũng nên bán 1/2 đi, và 1/2 còn lại thì chờ những cái cú giảm sâu của nó, thì chúng ta sẽ chờ một cái lực hồi lên để chúng ta bán ha, sẽ chờ một cái lực hồi lên. Tức là trong trường hợp mà nó gãy hỗ trợ này nó đi về đến đây này, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội nó hồi cao hơn, nó sóng hồi ha, sóng hồi thì có thể nó sẽ lên đến vùng 68, thì lúc đó mọi người sẽ căn bán ở vùng này, nhưng mà chúng ta sẽ không biết chắc chắn là có lên được hay không. Cho nên cứ gãy cái hỗ trợ này thì anh em phải bán 50% đã. Đó, đối với ai đang kẹp hàng. Còn anh chị em nào mà rõ ràng là đang có tiền mặt thì chúng ta sẽ chờ một cái cơ hội ở vùng giá 55 để anh em có thể nhảy vào một đáy ha. Đó, ăn một cái nhịp sóng hồi mọi người nhé. Chỉ ăn một nhịp sóng hồi thôi. Đấy. À, cái cổ phiếu thứ hai đó là SSI, hôm nay thì không sàn nhưng mà cũng giảm rất là sâu, mọi người thấy không? Một cái cân giảm, mình là vẽ cho mọi người một cái cân giảm, nhưng mà đúng phiên này thì nó giảm, nó gãy cân luôn, thì nó đi cực kỳ kinh khủng. Thì đối với SSI lúc này á, nó sẽ có một cái nền hỗ trợ đỡ giá đây, cũng tương tự với ND thôi, một cái nền hỗ trợ chắc chắn thì nó phải ít nhất là nó về đến vùng giá 38 cho đến 39 là cái vùng hỗ trợ chắc chắn của nó. Thì nếu mà VND về được đến đó thì anh chị em có thể nhảy vào mua được. À, cũng lưu ý những cái nguyên tắc bắt đáy thì mình đã nói từ đầu đến giờ rồi, thì mọi người lưu ý. Còn ai đang kẹp hàng thì cũng tương tự SSI này. Ngày hôm nay thì mình báo anh em đang kẹp hàng là sau khi gãy qua hỗ trợ ngày hôm qua, hỗ trợ nó là 45.5, sau khi gãy ngày hôm qua là ngày hôm nay bán ngay lập tức. Đấy, thì mọi người thấy SSI nó đã sau khi bán sáng nay thì nó tiếp tục rơi gần sàn đúng không? Thì khả năng ngày mai tiếp tục rơi thì về đến cái vùng 38, 39, thậm chí 40 thì anh em cũng có thể nhảy vào bắt được, bắt đáy được. Lưu ý cái tỷ trọng bắt đáy tối đa 30% thôi, và ăn một cái sóng hồi thôi ha. Đó, kiếm một cái sóng hồi lên tầm 45 là chúng ta bán thôi. Hy vọng một sóng hồi của ngành chứng khoán. SHS cũng tương tự vậy nhé mọi người nhé. Đấy, SHS cũng tương tự. Nói chung là chờ một cái mọi người chờ những cái tín hiệu của hai cổ phiếu kia để có thể nhận định đối với SHS. Lưu ý cổ phiếu này thì một phiên của nó đến 8 đến 10% là cho nên bắt đáy cổ phiếu này mà không khéo là có khi chúng ta lại thua lỗ nhiều. Đấy, thì anh chị em lưu ý thôi. Ta không nên vội vàng bắt đáy ha. Đối với SHS thì có thể là bắt đáy ở vùng giá tầm quanh 35 chẳng hạn đây. Cái vùng quanh 35 chẳng hạn.
VCI. VCI thì giảm tương đối sâu cổ phiếu này thì giai đoạn này cái sức mạnh của mô hình mà sau khi phá vỡ thì mọi người thấy là phá vỡ xong nó đi rất là sâu. Thì đối với VCI lúc này á, là nguy cơ giảm của nó vẫn còn, nó cũng sẽ đi theo dòng thôi. Cho nên chừng nào các cổ phiếu kia chưa giảm xong á, thì VCI nó sẽ tiếp tục đâm đầu. Đó, cũng đến nay là đã hai phiên sàn liên tiếp. Thì khả năng VCI nó còn về đến tầm 44 cho đến 48. Nếu mà 44 thì khá là xa, nhưng mà khả năng về đến 48 là trong tầm tay. Nên mọi người lưu ý ha. Đây, cái vùng hỗ trợ tiếp theo của nó 44 cho đến 48, khá là xa. Rồi, thì giai đoạn này thì VCI về 48, thì về được 48 thì anh chị em có thể nhảy vào bắt một phần trước. Còn trong trường hợp về 44 thì chúng ta sẽ chừa tiền ra để bắt thêm. Và lưu ý là bắt kiểu gì thì nó cũng là một cái nhịp hồi nhé mọi người nhé. Bắt kiểu gì thì cũng là một cái nhịp hồi, một cái vùng hỗ trợ thôi. Cái vùng hỗ trợ 44 cho đến 48. Cho nên trong trường hợp giảm một cây nữa là ngày thứ tư ngày mai và trong ngày thứ năm phiên đấu hạn phái sinh mà về nhún thêm một phát nữa thì đó là cái thời điểm bắt đáy đẹp. MBS, MBS cũng tương tự. Tuy nhiên MBS thì lúc này nó đang có một cái hỗ trợ gần nhất rồi đấy, vùng này. Thì trong ngày hôm nay nó đã về đến vùng 30 đó. Nó về đến vùng 30 ngay hỗ trợ và rút chân lên. Thì tạm thời MBS thì nó đang có một cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên nếu mà ngày mai gãy qua 30 này luôn á, thì nó sẽ về đến tận cái hỗ trợ bên dưới của chúng ta là vùng 26-27, tầm 27. Đó, thì mọi người lưu ý nha. Nếu mà ngày mai phá vỡ 30 thì mọi người phải chờ nó về đến tận 27 thì nhảy vô bắt đáy, ăn một cái nhịp hồi cũng tương tự như vậy thôi. Nên mốc quan trọng là mốc 30 này. 30, ngày 30 thì nó sẽ về đến tận 27 và chúng ta sẽ bắt đáy ở đó. Đấy, 27. Rồi. Thì cơ bản là dòng chứng lúc này là giống nhau rồi nha, kể cả các cổ phiếu khác như là FPS. Đó, những cái cổ phiếu nếu mà được gọi là đã bắt đáy thì anh em nên quan tâm bắt đáy những cổ phiếu mặt. Giai đoạn này bắt đáy thì chúng ta không nên bắt những cái cổ phiếu mà thuộc cái top dưới của dòng, mà ưu tiên bắt những cái cổ phiếu mạnh của dòng. Rồi. Cái này là dòng chứng khoán. Tiếp theo chúng ta vào một cái tội đồ tiếp, đó là dòng thép. Ngày hôm nay thì dòng thép tiếp tục phá đáy, tiếp tục phá đáy, nhưng mà bù lại thì thép nó đang xuất hiện một cái tín hiệu phân kỳ. Phân kỳ thì nó đã diễn ra trong thời gian qua rồi và tiếp tục một phân kỳ một lần nữa. Thì lúc này cơ hội mà để thép tạo đáy là nó rất là gần rồi, nhưng mà chúng ta chưa biết chính xác khi nào thép tạo đáy xong. Đó, thì cái điểm mua của mọi người lưu ý là lúc này không vội mua thép nhé, mà chúng ta phải chờ nó vượt lên trở lại. Như Hòa Phát thì chúng ta phải chờ nó vượt lên trên 45.3 trở lại, sau đó anh em mới nên vào mua. Còn không thì chúng ta cứ chờ cho đến khi nó giảm hết cỡ đi. Những cái hỗ trợ về mặt trung hạn của Hòa Phát thì nó đâu đó là ở vùng tận 40 cơ. Thì mọi người thấy thì hỗ trợ gần nhất của nó đây nè là vùng 46.5 nè, thì nó đã gãy qua cái hỗ trợ đó rồi, tức là nó tạo một cái nền giá và nó giữ không được, nó gãy luôn rồi. Cho nên lúc này hỗ trợ mà gần nhất của nó thì phải là vùng 40 và sâu hơn thì vùng 33-34 đó. Cho nên lúc này thì nó đang tương đối lơ lửng ha, đang tương đối lơ lửng, mọi người sẽ không thấy hỗ trợ ở đâu cả. Cho nên cách tốt nhất đối với dòng thép là anh chị em đứng ngoài và chờ một cái nhịp nào nữa nó xác nhận là tạo đáy thành công, chúng ta sẽ vào. Hoa Sen hôm nay tích cực hơn Hòa Phát, đó là một cái cây nến rút chân, nhưng mà rút chân trong một cái trạng thái lưỡng lự thôi. Hoa Sen thì được cái là nó đang về đến gần cái vùng hỗ trợ, nó về gần vùng hỗ trợ đó, cho nên mọi người thấy được là Hoa Sen thì ngày hôm nay nó rút chân.
là cũng vì có một cái lý do của nó đấy, đúng không? Mọi người thấy thì nó có một cái khu vực hỗ trợ bên đây. Đó. Hoa sen thì nó sau khi gãy cân thì nó đi rất xa, mình xóa những cái cân này đi ha. Thì lúc này mọi người thấy nó có một vùng hỗ trợ bên đây, cho nên hoa sen thì ngày hôm nay là đang tích cực giữ được cái nền hỗ trợ. Nhưng mà ngày mai mà nó gãy qua 33 thì là nó cũng sẽ đi phá đáy tiếp và còn đi rất về sâu về phía dưới. Nhưng mà trước mắt là chúng ta thấy được hoa sen nó đang có vùng hỗ trợ là từ 32 cho đến 33. Đó, một cái vùng hỗ trợ này. Trong trường hợp mà gãy qua 32 á, thì nguy cơ nó sẽ rơi về đến tận 27.5. Cho nên anh em lưu ý ha, để mua hoa sen lúc này thì chúng ta cũng sẽ chờ nó tiếp tục băng lên trở lại chúng ta mua sau. Thì cơ bản là dòng thép lúc này, nếu mà anh chị em nào mà đã lỡ mua rồi, ví dụ như hoa sen trong những phiên trước chúng ta mua ở cái nền này, thì đúng phiên ngày hôm qua sau khi gãy nền, gãy cái đáy này 34.5 là phải bán rồi. Cho nên anh em lựa lên, ai mà đang còn kẹp thì những phiên tới hoa sen nó vọt lên được cái vùng 34 là anh em cứ bán trước đi, và chúng ta sẽ chờ mua lại sau nhé. Cứ bán trước, tại vì nó đã phá cái nền này rồi thì để mà nó quay lên trở lại vượt qua cái nền này thì rất là khó, thì cứ lên đến nền chúng ta cứ bán trước lại nha, rồi chúng ta sẽ mua lại sau đó. Mặc dù tích cực trong phiên hôm nay nhưng mà về cái tổng thể thì nó còn nhiều cái điều phải lo lắng lắm. SMC tương tự đó, mọi người thấy thì thép thì cơ bản gãy hết, còn SMC thì nó vẫn còn nguy cơ là giảm. Hôm trước thì mình kỳ vọng là nó sẽ đi theo cái EMA này, nhưng mà lúc này thì nó là không còn theo kịch bản đó ha, thì là nó sẽ còn nguy cơ đi xuống, cho nên anh em cẩn trọng. SMC có thể nó về vùng giá 33, nó Nam Kim vậy thôi. Tóm lại là cái dòng thép lúc này chưa phải là cái lúc anh em vô bắt đáy vô. Đó, vừa rồi thì nó tạo một cái nền thì chúng ta vào thăm dò, nhưng mà sai thì phải bán, sai thì phải bán, và bây giờ thì không vô bắt đáy ha. Rồi, đó là một cái dòng mà cũng là dòng tội đồ ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái tội đồ khác, đó là dòng bất động sản. Bất động sản thì rõ ràng là những cái cổ phiếu như là Vinhome, một cái ông lớn, nhưng mà lại cũng là một cái tội đồ cực kỳ lớn. Ngày hôm nay thì Vinhome giảm đến gần 3% đó, và lại quay trở lại cái vùng đáy cũ. Thì mọi người thấy được là Vinhome nó giảm như thế này chúng ta là nó đã phá cái cân này, cho nên những cái phiên tới mà Vinhome nó bật lên được cái vùng 81, 82 thì anh chị em nào đang kẹp hàng thì có thể bán. Tuy nhiên thì nếu mà anh chị em nào mà xác định nắm Vinhome dài tầm nhìn 5, 10 năm thì riêng đối với Vinhome càng giảm thì mọi người càng mua được ha. Mình đang nói hai cái tư duy khác nhau, một là đánh ngắn thì là ai đang lỡ kẹp thì canh, nó vượt lên đến tầm 81, 82 thì chúng ta bán trước. Còn ai mà đang nắm để mục tiêu dài hạn thì không có vấn đề gì bỏ qua đối với Vinhome. Đấy, và cái hỗ trợ gần nhất của cổ phiếu này đó là vùng giá 74, 75 nhé, 74, 75. Hỗ trợ xa hơn thì đó là vùng giá 66. À, nếu mà Vinhome về được 66 thì mình sẽ mua rất là nhiều. À, anh chị em lưu ý cái vùng giá 66 của Vinhome. À, theo mình đánh giá thì trước mắt nó sẽ có một cái nhịp hồi để anh chị em tính toán. Vứt cũng vậy thôi, vứt thì mặc dù có những cái tin IPO nhưng mà cũng nhà đầu tư họ cũng đang lo lắng là không biết có thành công hay không, cho nên đối với vứt lúc này thì anh em cũng không nên tham gia ha. VRE, VRE thì có một cái sự tích cực hơn đấy, những cái vùng này thì anh em bắt đầu quan tâm lại đối với VRE được, quan tâm lại được ha, khi mà nó đã vượt qua các cái đỉnh này và nó đang quay lại test đỉnh. Thì VRE là cái vùng quanh 31, anh em có thể quan sát và mua được quanh 31 nhé, quanh 31 đó. Còn nếu mà anh em nào muốn chắc ăn hơn thì cứ đợi VRE nó xây lại một cái nền mới ta sẽ tham gia. Những cái cổ phiếu lớn như là Novaland cũng đang xấu nữa, nhưng mà được một cái là nó cũng đang giữ được cái nền, nhưng mà vùng này thì không mua được. Phát Đạt cũng vậy, chưa có phá đáy nhưng mà cần phải xây lại nền cho nên không mua được. HDC, giai đoạn này HDC thì giảm không chưa có quá sâu, và lúc này thì HDC là sau khi giải qua một cái tích lũy, nền tích lũy thì đã rơi
phiên hôm nay là tiếp tục một cây sàn, sau phiên ngày hôm qua là tính tổng cộng đến giờ HDC nó có hai cây sàn. Thì đối với cổ phiếu này nguy cơ lúc này là tương đối nhiều ha. Cổ phiếu này nó là tăng nóng, khác bản chất với lại Vinhome, thì HDC nó tăng tương đối nóng. Anh chị em lưu ý, ai mà đang kẹp hàng cổ phiếu này, ngày mai nó mà tiếp tục gãy qua cái mốc 83 thì anh em nên bán, nên bán nhá. Nguy cơ nó còn rơi về tầm 60-70, 65-70. Cho nên lưu ý thật là kỹ, gãy qua 80 nên bán. Rồi, cổ phiếu đại diện như là Đức. Đức thì cái câu chuyện này thì rất nhiều lần mình đã nói trong những phiên gần đây, thì chủ yếu nhắc lại mọi người một chút xíu là thôi. Lúc này cái lực mà giảm của Đức đó, có thể nó còn giảm tiếp trong vòng 4 phiên nữa. Nhưng mà nếu mà xét về thị trường và xét về cái đáo hạn phái sinh đó, thì theo mình đánh giá có thể là tầm 3 phiên nữa thì nó sẽ về cái nền này, lúc đó nó sẽ có một cái lực hồi. Và tầm 3 phiên sàn hoặc là 2 phiên sàn, 2 phiên sàn là về đến đây rồi. Cho nên có thể là khả năng ngày mai tiếp tục sàn một cây nữa, và thứ năm về đến cái nền này thì Đức nó sẽ có một cái nhịp hồi. Cho nên anh em lưu ý ha. Anh em lưu ý nếu mà mua thì là mua, nếu mà mua thì là mua ở những cái nền này. Và chúng ta sẽ mua thăm dò và chờ một cái nhịp hồi để bán. Còn nếu mà anh em nào mà đang kẹp hàng thì ngày mai Đức mà nó hở ra cho bán thì chúng ta canh, không có đặt bán giá sàn mà chúng ta sẽ canh những cái nhịp hồi trong phiên để chúng ta bán những cái giá tốt nhất ha. Sell cũng vậy thôi. Mặc dù là về gần hỗ trợ này nhưng mà mình vẫn chưa thấy cái sự tin cậy. Thì đối với sell có thể nó còn giảm tiếp hai phiên nữa cơ. Hai phiên nữa. Đó. Thì lúc này là cái sự tin cậy của sell chưa có, cho nên anh em nào đang kẹp hàng chúng ta cũng tranh thủ giống như phiên hôm nay. Không có bán giá sàn mà tranh thủ trong phiên. Cổ phiếu nó lên được những cái vùng giá cao nhất trong phiên thì chúng ta bán ở những vùng đó. Ngày mai cũng vậy. Và để bắt đáy cổ phiếu này thì tốt nhất là anh em lên bắt vào cái phiên thứ năm. Thăm dò vào phiên thứ năm. Sau khi mà cổ phiếu nó giảm cái nhịp này, có thể gọi là giảm nhịp này thì nó về đến tận. Giảm nhịp này thì nó sẽ, nếu mà đo về cái lý thuyết sóng thì nó là giảm của một con sóng lớn, có thể nó về đến tầm 44, 45. Tầm khu vực 44, 45 quanh cái nền giá cũ này. Thì lúc đó anh em có thể là vào bắt một cái nhịp ăn sóng hồi thôi, sell nhé. Rồi, các cổ phiếu khác cũng như vậy, ITA cũng vậy đó. Nói chung thì mình nói đại diện thì ngoài Đức là có khả năng là giảm tiếp 4 phiên, còn là các cổ phiếu tăng nóng vừa rồi thì mình thấy ngoài sell rồi ITA thì khả năng nó cũng chỉ giảm khoảng tối đa là 2 phiên thì nó có một cái nhịp hồi đó, ITA này. Rồi Long Điền cũng vậy, khoảng tầm 2 phiên thôi và sẽ đến đáo hạn phái sinh. Đó, rồi DRH này. DRH thì dư địa giảm có thể là còn khoảng 3 phiên. 3 phiên. Đó. Có thể là đến 3 phiên lận. Có nguy cơ của nó giảm còn tương đối nhiều. Cho nên lúc này anh chị em cũng chưa vội ha. Chúng ta sẽ chờ. Chúng ta sẽ chờ đến tầm muốn bắt mà bắt sớm thì nên canh vào sáng ngày thứ năm. Thì đối với các cổ phiếu bất động sản có thể là một cái nhịp giảm nữa trước khi có sóng hồi. SCR cũng vậy. Đối với SCR thì về mặt kỹ thuật thì nó cũng nguy cơ còn giảm đến 3 phiên nữa. Đối với SCR thì nguy cơ còn giảm đến 3 phiên nữa mọi người nhé. Đó, tuy nhiên thì SCR nó cũng đang có một cái vùng hỗ trợ này. Thì cái vùng này mình đánh giá không cao. Có khả năng là nó phải về đến tận cái vùng 16. Về tận vùng 16, 15 đến 16 thì cái đó mới là vùng hỗ trợ tốt. TCH. TCH ngày hôm nay là một cây giảm sàn. Ngày hôm qua cũng giảm sàn. Thì đối với TCH thì nó đang về đến gần cái vùng hỗ trợ. Cái vùng mà giai đoạn trước mình cho anh em bắt giá sàn
Đó, vì đến bây giờ nó đang về gần đến đó. Cho nên thực tế thì TCH cũng vậy, nó cũng còn hai phiên, cơ hội giảm còn hai phiên. Cho nên nếu mà mọi người muốn bắt giá sàn thì anh em có thể canh trong phiên ngày mai, chúng ta có thể bắt quanh cái vùng giá là 21 là cái giá cũ trước khi chia cổ tức mọi người nhé. Bây giờ thì nó chia cổ tức xong nó điều chỉnh về còn cái 19.2, thì quanh cái vùng 19, quanh vùng 19 đến 19.5 anh em có thể nhảy vào bắt sàn đối với TCH và kiếm một cái nhịp đánh sóng hồi giống như các cổ phiếu bất động sản kia ha. VCG là một cổ phiếu mà ngày hôm nay cũng tương tự, được cái là TVCG hôm nay giữ giá tương đối tốt, lý do là nó đang quay về đến cái vùng hỗ trợ đấy. Cho nên đối với VCG mà ngày mai giữ được vùng 46 thì mọi người có thể vào mua ngay ngày mai luôn, ngay ngày mai luôn, và kỳ vọng một cái nhịp sóng hồi ha, cũng tương tự đối với TCH. Ngoài ra thì chúng ta có các cổ phiếu cơ bản khác như là Nam Long. Nam Long thì hôm nay cuối phiên thì cũng giảm sàn, thì Nam Long nó cũng đang có nguy cơ giảm sâu hơn đó, và khả năng giảm của nó còn 1 đến 2 phiên tương tự. Thì đối với Nam Long thì nó sẽ có hỗ trợ gần nhất đó là vùng giá 45, cho nên nếu mà về 45 thì anh em có thể canh bắt đầu thăm dò được rồi. Đấy, Nam Tử Liêm, Nam Tử Liêm thì nguy cơ còn về đến tận là 29-30 ha, 29-30 ở dưới đây, đây có một cái nền ở dưới đây. Thì mọi người cũng lưu ý là vùng giá 29-30 này. Đó. Thì lưu ý là Nam Tử Liêm phải chờ nó về đến vùng này mới xem xét được. Rồi, đó là cái dòng của bất động sản. Tiếp theo chúng ta có những cái cổ phiếu của khu thương khu công nghiệp như là BCM. BCM thì là một cổ phiếu tốt, nhưng mà vùng giá này anh em cũng không nên mua ha, mà anh em sẽ chờ BCM nó rơi thật là sâu, rơi về đến vùng giá 59 chẳng hạn. Về được đến 59 thì đó mới là cơ hội thực sự đẹp để mua BCM nhé mọi người. KBC, BCM là ông trùm phía Nam, KBC là ông trùm phía Bắc. Thì KBC lúc này nó cũng đang tìm về những cái hỗ trợ bên dưới, cho nên cái điểm mua KBC thì nó còn cái lực giảm cũng tương tự các cổ phiếu kia hai phiên, cho nên phiên ngày mai nó về tầm quanh 46 anh em có thể bắt được rồi, một nhịp T cộng nhé, quanh 46. Lưu ý bắt đáy mà gãy qua về cái vùng đó bắt mà hàng về T cộng về mà lỗ là phải bán ngay về nhé. Chỉ bắt đáy, mục tiêu của chúng ta là đánh T cộng, mà T cộng mà thua thì là phải bán. Đầu cơ thì nó phải đúng là đầu cơ, không được đăng đầu cơ rồi lại chuyển qua đầu tư mọi người nhé. Đó. Rồi, đó là dòng khu công nghiệp ha. Ngoài ra các cổ phiếu khác của khu công nghiệp nó đang rất là xấu, như là TDC đang rất là xấu, nguy cơ nó quay về cái nền này là còn có. TDC thì khả năng giảm của nó còn đâu đó đến 4 phiên nữa, 4 phiên nữa, cho nên anh em lưu ý TDC mà nó giảm về vùng giá 21 thì mọi người có thể nhảy vào bắt đáy được đối với TDC nhé. Đó, anh em chờ thôi, giảm về 21 thì có thể vào tham gia. VGC cũng tương tự, có thể nó sẽ về đến tầm cái vùng giá 24 ở dưới đây, những cái vùng hỗ trợ bên dưới này thì mọi người lưu ý. Tất cả là chỉ bắt một cái nhịp đánh sóng hồi nhé. IDC là một cổ phiếu tăng nóng và lúc này nó đang cố gắng dìm giá, thì chúng ta không có mua vội đấy mà phải chờ. Riêng đối cổ phiếu này thì không có bắt sóng hồi được, tại vì sóng hồi của nó cũng không có tạo ra được quá nhiều lợi nhuận đâu, mà rủi ro nó tương đối cao, cho nên bỏ qua cổ phiếu này ha. SJC thì hôm nay tương đối tốt, về ngay hỗ trợ bật lên đó. Tuy nhiên thì để mà mua lúc này thì không an toàn, tốt nhất thì mọi người cũng nên theo dõi thêm. GVR là một con cũng leader của khu công nghiệp, thì từ khi giải cân mọi người thấy những cái cân mà những cân giá của mình vẽ thì tương đối là chuẩn xác, từ khi giải cân thì nó đã rơi không phanh luôn đó. Thì đối với GVR lúc này thì anh em nào kẹp hàng cũng chờ, có khả năng nó cũng sau hai phiên rồi nó sẽ có một cái nhịp hồi, thì anh em chờ nó hồi để bán ha. Còn ai muốn mua thì phải chờ GVR về ít nhất vùng giá 28 rồi nhé, về quanh 28.
hỗ trợ bên dưới này để chúng ta mua nhé, 8. Rồi đó là dòng công nghiệp, thì mình sẽ nói thêm cho mọi người về cái dòng ngân hàng. Ngân hàng là một cái trụ mà gồng gánh thị trường ngày hôm nay ha. Vietcombank hôm nay tăng 1,6%, tăng rất là tốt. Thì đối với Vietcombank nó còn có cơ hội tăng tiếp trong vòng 3 phiên nữa, nhưng mà khả năng để vượt đỉnh thì nó hơi khó. Vietcombank thì khả năng nó chỉ lên đến cái đỉnh quanh 90 thôi, xong sau đó nó sẽ có cú điều chỉnh. Cho nên anh em nào muốn mua thì cứ chờ khoảng tuần sau hoặc là qua Tết, khi mà Vietcom nó quay về vùng giá 83 thì chúng ta mua nó sẽ ổn hơn. Còn lúc này nó đang gần kháng cự thì anh em không mua nhé. Lúc này chúng ta chỉ coi Vietcombank là trụ để đỡ cho thị trường thôi, không được mua. BIDV vượt đỉnh nhưng mà đến bây giờ mình chưa chịu test đỉnh. Nhưng mà mọi người yên tâm là đến một thời điểm nào đó thì BID chắc chắn sẽ quay về test lại cái đỉnh. Đó, thì cái vùng giá mà chúng ta sẽ đón lỏng để mua BID đó là quanh cái vùng giá 40 cho đến 41, 40 đến 41 nhé, 39 cho đến 41 đó, cái vùng mà chúng ta đón lỏng, cho anh em cứ chờ kiên nhẫn. Lúc này bất động sản và các dòng khác đang giảm, cho nên ngân hàng đặc biệt là các cổ phiếu như Vietcom, BID thì cứ phải tăng để chống đỡ cho thị trường không giảm sâu. Nhưng mà đến khi các cái dòng kia bất động sản có cái sóng hồi, thép có sóng hồi, chứng khoán có sóng hồi, đồng loạt các cổ phiếu có sóng hồi thì ngân hàng nó sẽ quay đầu giảm. Và kể cả một số các cổ phiếu mà của ngân hàng ngày hôm nay cũng đã quay đầu giảm rồi, cho nên giai đoạn tới thì những cổ phiếu này nó cũng sẽ giảm thôi. Cho nên anh chị em lưu ý ha, dòng ngân hàng nó sẽ không có tăng một cái nhịp sóng quá lớn được đâu. Mình đã nói rất kỹ mọi người, từng con sóng của ngân hàng nó chỉ, chúng ta kiếm một con sóng chỉ từ 10 đến 20% tối đa thôi, mà BID lúc này á, nó đã tăng đến 26% rồi, cho nên không còn điểm tham gia nhé mọi người, đừng có hy vọng, chúng ta phải chờ một cái sóng giảm thì mới tham gia được. STB, STB đấy mọi người thấy là nếu mà chúng ta đua là chúng ta sẽ có những cái nguy cơ bị giảm. Rõ ràng STB ngày hôm nay nó tăng nhưng mà so với cái mức giá ngày hôm qua thì rõ ràng không bù đắp lại được, và khả năng thì ngày mai STB sẽ không có tăng tiếp được mà sẽ cần tích lũy lại hoặc là sẽ tiếp tục cái xu hướng điều chỉnh đó. Cho nên chúng ta sẽ căn STB chừng nào mà thực sự về được cái vùng giá 31 cho đến 32 thì cái vùng đó thì anh em mới nên tham gia ha, mới nên tham gia. Tiên Phong Bank là một cổ phiếu mạnh, nhưng mà mạnh giai đoạn nào, chứ còn đến giai đoạn này thì phải yếu đúng không? Đến giai đoạn này thì cũng phải yếu, cho nên đối với Tiên Phong Bank thì anh em phải chờ một cái mức giá chiết khấu đủ lớn. Lúc này thì cổ phiếu này nó đang đâm đầu, thì hỗ trợ gần nhất là 37,4, nhưng mà theo mình đánh giá là hỗ trợ đó không an toàn, thì anh em nào muốn mua thì phải mua trước một phần là 37,4. Còn thực sự mà Tiên Phong nó về được cái vùng giá 30, 34 ở dưới này thì lúc đó anh em mới nên mua, mua lớn nha, mua lớn. Còn yêu thích Tiên Phong quá và muốn mua trước thì mua 37,4, mua một phần thôi. Rồi những cái cổ phiếu khác như là MBB thì MBB giai đoạn này tương đối mạnh mọi người nhé, nhưng mà MBB thì nó cũng đang có một cái cản trùng cân này, cho nên thời gian tích lũy của nó theo mình đánh giá là MBB nó phải tích lũy thêm, tích lũy thêm đó. Thì mọi người lưu ý là mua thì nhặt MBB quanh cái vùng giá 29 thôi, và chúng ta không có vội vàng mua, mua rồi mà chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ngoài ra những cái cổ phiếu khác như ngày hôm nay ACB này, cũng đang tích lũy tốt này. Nó đang đi theo một cái kênh. Chúng ta sẽ chờ đến khi mà ACB nó vượt qua được 33,3 thì chúng ta mới nên vào mua ha. Tốt nhất là vượt qua 33,7 thì mới nên vào mua, tốt hơn thay vì mua ở đây biết đâu cổ phiếu nó gãy thì nó sẽ còn rơi sâu. Techcombank vẫn đang ở vùng đáy và xu hướng mình kỳ vọng là nó đi lên như thế này, nhưng mà Techcombank lúc này thì đang cố gắng trụ thôi, chưa có gì tốt. Anh em muốn mua thì mua căn ở vùng đáy này, mua cũng giống như thép thôi. Anh em mua ở những cái vùng nền đáy này thì mua trước 30% và lưu ý phá đáy. Lưu ý kỹ, phá đáy là anh em phải bán ngay, giống như thép ngày hôm qua. Phá đáy là phải bán ngay.
không bán là nó sẽ rơi sâu đúng không? Là rất nhiều cổ phiếu thép ngày hôm qua và hôm nay đã rơi sâu. Nên anh em lưu ý là những cổ phiếu như Tepcom đang tạo cái nền, thì anh em mua thì mua trước 1 phần 3 thôi, 30% thôi bằng tiền mặt, và phá đáy là phải bán ngay. Trong trường hợp mà nó tích cực đi lên thì Techcombank chúng ta sẽ gia tăng sau khi nó vượt qua vùng giá 51.6. VPBank cũng tương tự thôi, đấy cũng đang ở những cái nền đáy này, đang cố trụ, thì mua thì mọi người mua ít thôi, đề phòng là nó gãy ha, đề phòng nó gãy. Cho nên có mua thì mua rất là ít và gãy là phải bán, và chỉ gia tăng khi nào mà nó đi lên trên, SHB đấy mọi người thấy này, là mua và nó gãy thì rất nguy hiểm. SHB mặc dù là mình dự đoán là đáy hai đây và dự đoán xu hướng đi lên, nhưng mà lúc này thì nó không có đi đúng dự đoán của tôi, thì mọi người thấy là SHB nó đang phá cái đáy gần nhất rất là nguy hiểm. Ngày mai mà nó không vượt lên trên được 21.1, không vượt lên trở lại được, thì mọi người ai đang kẹp hàng SHB thì bán, và không có nên mua cổ phiếu SHB lúc này, rất là nguy hiểm, nó sẽ có nguy cơ tiếp tục gãy. Lúc này thì nó đang đi theo một cái cân lớn như thế này, một tích lũy theo một cái khung lớn như thế này, cho nên nếu mà nó phá cái đáy này nữa thì nó sẽ rơi về đến tận là 18, thậm chí là về đến 15. Đó, trước mắt là có nguy cơ rơi về 18 rất là sâu. Đó, anh em lưu ý ha. Liên Việt cũng cơ bản là yếu thôi, cho nên giai đoạn này thì không mua được, khá là yếu. Mua thì cũng mua để thăm dò là chính và gãy đáy, mua và gãy qua cái đáy 20.5 là phải bán ngay đấy. Rồi BVB cũng là một cổ phiếu mà yếu từ ngày hôm qua này, kỳ vọng đi theo mẫu hình cốc tay cầu, nhưng mà đến nay thì đã fail, chính thức fail là từ ngày hôm qua mọi người nhé. Ngày hôm qua thì mình có báo anh em là gọi là gãy qua 21.3 là phải bán ngay đó, thì nó đã gãy 21.3 vào ngày hôm qua luôn. Tuy nhiên thì BVB thì nó được cái là nó đang về đến cái vùng mà hỗ trợ cân ở bên dưới này, nhưng mà lúc này những cái đường này nó không có ý nghĩa gì hết. Thì trước mắt thì có thể là BVB nó sẽ tiếp tục giảm về cái vùng 18.5 trong phiên ngày mai, thì nếu mà nó về quanh cái vùng 18 18.5, anh em có thể là vào bắt đáy một cái nhịp đánh T cộng được ha. Lưu ý bắt đánh T cộng thôi đối với riêng cổ phiếu này đó. Thì đó là dòng ngân hàng. Bây giờ mình sẽ đi cho mọi người thêm về cái dòng phân đạm, một cái dòng mà cuối phiên ngày hôm nay thì nó tăng không chờ đây. Thì hôm trước không biết là mình vẽ từ lúc nào, nhưng mà mọi người thấy thì mình dự đoán là dòng phân đạm nó sẽ về đến đến đây đó, đến cái vùng hỗ trợ này, sau đó nó bật, thì ngày hôm nay nó bật tăng trần. Thì trước mắt là nó chỉ là một cái sóng hồi thôi, cho nên anh em lưu ý là đạm Cà Mau nó mà hồi lên được cái vùng quanh vùng giá 30 31 thì đó là cơ hội để anh em thoát hàng nhé, lên được đó là thoát hàng, chứ không phải là kỳ vọng quá nhiều. Một cái cổ phiếu mà nó gãy như thế này chúng ta không được kỳ vọng quá nhiều. Đạm Phú Mỹ tương tự thôi, Đạm Phú Mỹ nếu mà ngày mai nó hồi lên một cây nữa, lên được tầm 43 44 là cơ hội để anh em bán, đừng có hy vọng lúc này nhé, đừng có hy vọng, mọi người cũng phải bán đi, hồi lên là bán. Cổ phiếu lát này, cổ phiếu lát thì hôm trước mình có báo mọi người là bắt đầu thăm dò để bắt đáy được, thì nếu mà hôm nay ai bắt sàn trong sáng hôm nay ấy, thì có thể là có một cái tín hiệu gì đó là bắt đáy thành công đó. Khi mà nó đang về đúng ngay cái vùng hỗ trợ cũ, về đến cái vùng hỗ trợ cũ đây ha. Đấy, ai mà bắt trong sáng hôm nay là tương đối thành công. Thì đối với lát này ai mà chưa bắt thì thôi chúng ta đứng ngoài, tại vì bắt đáy quan trọng nhất là cái T cộng. Chúng ta có thể bắt mắc hơn chút xíu, nhưng mà quan trọng là hàng về chúng ta bán được. Còn bắt trễ hơn mà giá thấp hơn thì lúc đó nó lại nguy hiểm hơn ha. Cho nên kỳ vọng là những cái dòng phân đạm trong một hai phiên tới thì nó sẽ có một cái nhịp sóng hồi cho anh em thoát. Thì lát này cũng tương tự thôi, anh em sẽ không nên bán trong ngày mai nữa, mà chúng ta sẽ chờ một cái nhịp hồi lên vùng 16 17 thì chúng ta bán quanh 16 17 gì đó.
DDV cũng tương tự, DDV hôm nay có một cái nhịp hồi tốt sau cái giá sàn sáng nay. Đấy. Thì mọi người thấy đa số thì nó đều về đến cái vùng hỗ trợ và bật lên thôi. Rồi, thì những cổ phiếu này cũng tương tự ha. Trong những phiên tới nó hồi lên được tầm 21, 20, 21 gì đó thì 21, 22 thì anh em có thể là căn bán trước mắt là vậy. Còn muốn mà tạo đáy về mặt trung hạn thì nó còn sập sình đúng không? Anh em thấy thì đối với dòng thép cả tháng nay nó tạo đáy mà nó còn chưa thành công. Nhưng mà ít nhất là bao giờ nó cũng có một cái nhịp sóng hồi ra bán cái là. Còn cái việc tạo đáy thành công thì sau khi hồi xong thì nó còn quay về lình sình rất là lâu. Cho nên tất cả mọi người thì đều theo dõi và đều một cái nhịp T cộng giai đoạn này thôi nha. Đó, chứ không có được là kỳ vọng quá nhiều đối với các cổ phiếu này giai đoạn này. Rồi, thì tóm lại là những cái cổ phiếu nào mà mình có nói mọi người là có thể tham gia T cộng thì anh em lưu ý về những cái vùng giá đó. Anh em nào muốn tham gia thì có thể là canh tham gia, anh em nào không muốn tham gia thì thôi cứ đứng ngoài. Cũng sắp Tết rồi, dĩ nhiên là thị trường nó sẽ có một cái lực nhà đầu tư sẽ rút ra trong những giai đoạn giáp Tết, đặc biệt là những cú hồi sắp tới thì nhà đầu tư họ sẽ suy nghĩ là cái đó là cơ hội để họ rút tiền về, cho nên sẽ xảy ra một cái lực bán tương đối nhiều. Thì anh em lưu ý là nếu mà chúng ta có mua thì chỉ mua bằng tiền mặt và chỉ đánh một cái nhịp T cộng, bắt đáy mà không thành công thì chúng ta cũng phải bán ngay nha. Người lưu ý bắt đáy không thành công thì phải bán, bắt đáy mà thành công thì hàng về T cộng về chúng ta cũng canh những cái vùng kháng cự phía trên để chúng ta bán. Vùng giai đoạn này chúng ta chỉ hy vọng là một nhịp T cộng kiếm được cổ phiếu nào mà bật mạnh thì có thể kiếm được 10 15%, cổ phiếu nào yếu thì có thể là chỉ kiếm được 5 đến 10% thì chúng ta phải thoát cho an toàn tài khoản ha. Không được hy vọng quá nhiều giai đoạn này. Rồi, cảm ơn anh chị em mà theo dõi. Thì hy vọng là những cái điểm tin, những cái phân tích thị trường rất là kỹ của Tùng cũng giúp cho mọi người được phần nào đó trong quá trình giao dịch trên thị trường. Thì mọi người hãy liên hệ với Tùng nếu mà trong trường hợp anh chị em chưa có những cái sự hỗ trợ tốt nhất trên thị trường ha, thì hãy liên hệ với mình. Qua Tết thì biết đâu thị trường nó sẽ có những cái con sóng lớn, thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái cơ hội kiếm tiền. Mọi người có thể thấy được là đi với Tùng thì giai đoạn nào cũng sẽ có những cổ phiếu mà 50%, 100%, thậm chí là nhiều hơn ăn một lần đó. Cho nên cơ hội là không thiếu, giai đoạn này cơ hội nhỏ là đa số, nhưng mà khi thị trường tích lũy trở lại và vào sóng mới thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội rất là lớn đó. Quan trọng là mọi người có đủ kiên nhẫn hay không ha. Ok, thì welcome anh chị em hãy nhấc máy lên và nhắn tin Zalo cho Tùng nhé. Số điện thoại là 0902 986 119 và mở tài khoản tại VPS Online thôi. Rất là đơn giản, 5 phút là xong ha. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.